Thôi tắt ra hỏi chiên trứng luôn. Là cách nào ta? Ủa anh hai làm gì vậy? Chiên trứng. Ủa mà chiên trứng mặc áo mưa chi vậy? Nhà nãy hết bếp ga trứng chiên với cái trứng ăn trưa mà giờ bếp ga nó hết rồi. Hết ga rồi, điện còn ga tới biết chừng nào tới. Thấy không? À. Rồi thấy trời nắng quá 38, 39 độ nè. Chiên trứng ăn. Bảo mưa chi hả? Nhưng mà mưa chi không? Chứ dạ. Giờ chống nắng hay chống mưa luôn, trời lúc mưa lúc nắng biết khi nào lần được. Trời ơi, chơi vậy luôn nè, vừa chống đen chơi kiểu trời mưa xuống thì mình cũng ấy luôn. Hồi bữa chiên trứng mé bển nè, để trứng chiên mé bên hồ đó. Rồi nó mé bên hồ đó nè, không biết nào nó phá nên không biết chiên có chín không nữa. Giờ bắt đầu thôi, anh ngồi anh canh mà áo mưa ngồi anh canh luôn. Mà trời này mà áo mưa ngồi đây cũng hơi quậy 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 rồi đó. Kệ nó biết sao giờ, vậy miếng ăn thôi, chắc chút chín à, nóng lắm. Trà nắng vậy chắc chín à. Ờ thôi ngồi có lạnh không? À đang lạnh nè. Ngồi chiên trứng phụ luôn đi cho vui, cho vui vậy. Lúc này luôn em chế miếng dầu vô, chế dầu mới mua nữa nè. Miếng dầu thôi. Chắc có miếng dầu sao ăn đủ. Anh ăn ít dầu lắm. Rồi, tất cả dầu này đi. Hay ổ mì bột rồi để nó mềm. Thấy xì tai này sao? Đẹp không? Xì tai phong cách mới hả? Ừ. Chứ trứng mà áo mưa rồi nè. Thợ lát nó thường mà chiên chảo nó văng dầu á. Thợ nắng quá, nóng quá nó cũng văng dầu nữa. Giờ đập trứng nha. Rồi chấm chấm màn hình lấy nét luôn á, lâu lâu chấm chấm cho màn hình á. Đập trứng nha. À đập đi. Rồi. Wow. Sẵn ngồi đi canh luôn. Không canh coi thằng nào phá hả? Ừ, bữa chiên rồi nó phá ăn uống không được gì trơn. Hèn chi. Rồi để vỏ ra đi, chút chục sau. Rồi với cái nắng này chút có chín à. Khoảng nhắm mấy tiếng chín ta? 1-2 tiếng. Phải không? Chắc đừng rung giữ máy, đừng rung. Mày phải mấy tiếng chín? 1-2 tiếng. 1-2 tiếng hả? Mày lên nè. Trời nắng thì 1-2 tiếng hả? Trời sôi sôi rồi kìa. Đó. Không? Tao nhìn quay đó kìa. Không? Bắt đầu sôi sôi rồi đó. Kìa sôi thiệt kìa. Ừ. Nắng chích ngựa luôn. Đó không? Nè nè. Đó, bắt đầu chuyển biến rồi không? Chút chín hả? Hồi này nó muốn đen da luôn này nè. Hả? Nó muốn đen da luôn. Cái trứng nó cũng chín. Nó cũng chín hả? Ừ. Được không? Chờ coi ha. Nắng dữ lắm phải không? Có thấy gì đâu lên tới thui à. Chả quá. Dĩa vô trứng à. Rồi chấm chấm luôn, chấm chấm lấy nét. Rồi xoay kìa. Rồi xoay rồi đó. Thấy chưa? Xoay luôn phải không? Đó. Thank you.
Hỏi chín rồi kìa. Chị dĩ vô nè, chín chín rồi nè. Ngay ngay nè, hỏi lại, ngay lại. Thấy không? Không rõ chứ. Giờ mình ăn được không? Ăn được rồi đó. Nè nè nè, chấm lấy nét nè. Nét không? Nét. Đó, rồi. Coi, xì tay này giờ nóng quá, cởi áo mưa ra nha các bạn. Chịu hết nổi à. Trời nắng vậy mà. Mà áo mưa giảm cân luôn á. Wow. Rồi. Cởi mưa ra sợ. Nắng chảy mỡ luôn. Rồi, bao đi ra vô lấy chai nước tương cái đã. Rồi, cho mát nè. Cái muỗng để đem ra đâu ta. Hãy đi quay muỗng vậy, quay anh đi, hồi đây nè. Rồi, vô. Rồi, gà chín rồi nè, mấy bạn. Nghiêng rồi. Rồi, mình ăn nha. Trời ơi. Trời nắng nóng gì trứng nó còn chín, nó huống chi cái gì. Cái mì. Camera ăn không? Rồi. Trời ơi, trứng chiên vừa tới luôn. Mời bạn nha, chấm ra, chấm nhâm vô. Ngon không? Ngon. Tròn nha. Ôi. Có thể cho mọi người xin vài ý kiến về món ăn được không? Ngon. Chín luôn á. Cho ra thử miếng không? Cho xin miếng đi. Được quá. Nhỏ rồi. Ra hào luôn đi. Rồi, chấm hình lên nét nè. Béo không? Quá béo. Camera chảy miếng luôn mấy bạn ơi. Camera men nè. Mấy này từ đó học đó mình mới mướn camera men nè. Từ cái phim từ Hollywood mới về á. Ê, ê. Miếng bự luôn đi nha. Đi miếng vô hầm luôn. Trời ơi. Nhà ăn trưa rồi. Chứ phải ăn sáng. Giờ trời nắng nóng như vậy mà. Bếp ra, hết ra. Điện rồi mấy người ra. Cả tiếng nó mới lên. Nó bụng nó xỉu luôn. Các bạn, nhà hết ra nhớ làm kiểu này ăn ăn nha các bạn. Đảm bảo thành công. Nhớ mà áo mưa giống mình nha. Áo mưa á. Nào mưa phòng khi trời mưa chúng ta không sợ. Ừ, trời nắng che em được luôn đúng không? Mà áo khác thì sẽ ướt. Còn áo mưa. Tại mình mà áo mưa là mình phải ngoài canh. Tại bữa mình có làm clip chiên trứng mình ăn được mặt trời rồi. Bị mình nhóc phá quá. Giờ phải ngồi canh luôn. Rồi. Chào tạm biệt các bạn luôn nha. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy nhớ like, share và subscribe và nhấn cái chuông để theo dõi những video, để có nhận thông báo khi mình up video mới nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.